Thưa quý vị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng các biện pháp cần thiết để Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB hoạt động bình thường, bảo đảm khả năng thanh khoản. Trước các vấn đề gần đây liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, có một số thông tin lan truyền ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng SCB trước tình hình đó ngân hàng nhà nước đã áp dụng các biện pháp cần thiết để scb hoạt động bình thường đảm bảo khả năng thanh toán với những khoản tiền gửi của người dân tại ngân hàng trong đó có scb đều được nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp Thống đốc khẳng định với vai trò ngân hàng trung ương cũng như là vai trò của cơ quan quản lý hoạt động ngân hàng khi xây dựng, hoạch định chính sách tiền tệ cũng như các chính sách quản lý ngân hàng, ngân hàng nhà nước luôn đặt mục tiêu kiên định với việc điều hành để góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tiền tệ và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, trong đó có SCB. Trong hai ngày qua thì hàng loạt cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngưng bán hoặc bán với số lượng hạn chế do khan hiếm nguồn cung. Ghi nhận tại thành phố Biên Hòa trong ngày 10 tháng 10, nhiều cây xăng lớn, nhân viên chỉ bán xăng với số lượng tối đa là 30.000 đồng cho xe máy và 200.000 đồng đối với xe ô tô. Trong khi đó, nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã ngưng bán, treo bảng chờ nhập hàng. Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 tháng 10, có hơn 130 cửa hàng thông báo hết xăng dầu hoặc hết xăng chỉ bán dầu. Trong ngày 10 tháng 10, Sở Công Thương Đồng Nai đã có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương sớm có giải pháp cụ thể hỗ trợ, tạo điều kiện cho các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trong tìm nguồn cung ứng xăng dầu vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sáng nay, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ có công văn về việc cho học sinh tự học tại nhà để ứng phó với chiều cường hiện đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố. Theo công văn trên, thì trẻ em bậc học mầm non, học sinh, học viên, học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tiền học tự học tại nhà, theo hướng dẫn của giáo viên từ ngày 11 tháng 10 cho đến hết ngày 13 tháng 10. Theo đài khí tượng Thủy Văn thành phố Cần Thơ thì dự báo mực nước đỉnh chiều trên các sông rạch còn tiếp tục lên cao và khả năng sẽ đạt đỉnh trong các ngày từ ngày 10 đến 12 tháng 10.